So sánh nội chiến Hoa Kỳ và Việt Nam, Hoa Kỳ cũng có cuộc chiến đẫm máu, gần 1 triệu người chết. Nhưng sau cuộc chiến, kẻ chiến thắng không áp dụng chính sách thắng làm vua, thua làm giặc. Bên thắng trận, họ còn cho bên thua trận tiền, ngựa và thực phẩm trở về quê hương sinh sống và không bắt bỏ tù một quân nhân nào đi tù khổ sai được gọi là học tập cải tạo. Xác chết của hai bên đều được chôn cất chung tại nghĩa trang Arlington. Bên thua trận vẫn có quyền tự do yêu thích lá cờ thua, không cấm cản đến tận ngày hôm nay. Trong nghĩa trang quốc gia Arlington này của Hoa Kỳ còn có thể xác của tướng thua trận Robert Lee và gia đình của ông ta cùng với chiến binh hai miền Nam Bắc đã tử trận trong cuộc nội chiến. Mọi hận thù được hóa giải, tự nhiên đoàn kết được toàn dân Mỹ, nhờ đó dân Mỹ được sống giàu có, hạnh phúc và phát triển thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, tuổi trẻ Việt Nam bị lừa dối từng ngày trong suốt 47 năm qua. Họ sinh sau 1975, họ không biết Việt Nam Cộng Hòa giàu có ra sao khi so sánh với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ cứ cho rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền. Họ cũng không biết rõ lý do vì sao có trên 2 triệu người Việt Nam vượt biên, vượt biển. Họ cũng chẳng biết họ đang tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu Phúc Kiến mà họ gọi là lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Và họ cũng tôn sùng tên gián điệp giặc Tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Việt Nam họ đang bị nhồi sọ như những cổ máy robot mà chính họ cũng không hay biết.